Lưu ý bạn đang đi quá tốc độ cho phép. Biển báo giới hạn tốc độ. Sắp đến trạm thu phí. Chú ý, xe đang lấn làn đường. Biển báo giới hạn tốc độ. Tốc độ giới hạn 50 km. Chú ý, xe đang lấn làn đường. Chú ý, xe đang lấn làn đường. Này, lúc về em làm cái video sang đầu đường. Mà ngay chỗ biển báo giới hạn tốc độ. Tốc độ giới hạn 60 km. Đứng đà cũng gần 5 sợi ạ. Cần gì cái này? 5-6 sợi. Em có mang một cái kính nhẹ nhưng mà nó vỡ tan. Em phải vứt đi. Chú ý, xe đang lấn làn đường. Lâu lắm rồi mới đi trên con đường đi ra Vũng Tàu. Có duyên với miền Tây. Nên miền Tây nhiều. Miền Trung chưa đi chuyến nào. Phan Thiết thì Vũng Tàu nha.